các bạn đã đến với du lịch và trải nghiệm channel của gia đình của Lực và Jimmy. Hôm nay thì Jimmy sẽ chia sẻ với các bạn một không gian xung quanh của gia đình của Jimmy, đó là khu vườn với bé xinh xinh của nhà mình. Thì hiện tại là vào mùa thu rồi, thì thời tiết cũng hay mưa và cũng có nhiều những cái hơi ẩm á. Cho nên là khi mình mỗi buổi sáng sớm thì mình đi ra vườn thì có rất là nhiều những giọt sương mai đọng trên những cái tán lá, và có nhiều hơi nước trong không khí. Và xung quanh khu vườn nhà mình thì vào buổi sáng thì có rất là nhiều những con tiếng chim hót líu lo. Khi mà mình đi ra vườn của mình vào buổi sáng thì không gian rất là thoáng mát và rất là dễ chịu. Thì khu vườn của nhà mình hôm nay là vào mùa thu rồi, cho nên là mình sẽ chia sẻ với các bạn về những bông hoa mùa thu trong khu vườn của Jimmy. Thì mùa thu thì các bạn thấy là có nhiều hoa cúc nở, cho nên là nhà mình cũng trồng rất là nhiều hoa cúc, hay là những đó hoa cúc trắng nở rộ trong sân vườn nhà mình đây. Mỗi mùa xuân hạ thu đông thì đều mang đến những loài hoa đẹp. Đây, những loài hoa mùa thu lại là một nét đẹp rất là lãng mạn và nhẹ nhàng sao xuyến lòng người. Hôm nay thì Jimmy sẽ chia sẻ về cái loài hoa cúc mùa thu. Mùa thu không chỉ tô điểm bằng những chiếc lá vàng rơi trải dài trên những con đường cùng với ánh nắng dịu nhẹ, mà mùa thu còn đem đến cho lòng ta những một loài hoa vô cùng độc đáo và kiêu sa xinh đẹp, đó là cái loài hoa cúc trắng. Thì nhắc đến mùa thu thì không thể nhắc đến cái loài hoa cúc. Thì hình ảnh những bông hoa cúc mùa thu là một nét đẹp xinh xắn và sáng rực trong cái khu vườn. Nó là một loài hoa mùa thu với những cánh hoa trắng mỏng manh nhẹ nhàng, một vẻ đẹp tinh khôi hiếm có. Thì cái loài hoa xinh đẹp này chỉ nở vào dịp cuối thu, nó xuất hiện như là một dấu hiệu chuyển mùa, báo hiệu mùa đông sắp đến. Thời gian gần đây thì cái loài cúc này được nhiều sự quan tâm của rất nhiều người, nó dần trở thành một trào lưu của giới trẻ và với vẻ đẹp và cái ý nghĩa tinh khôi của nó. Hoa cúc tượng trưng cho sự kiên định chín chắn của người quân tử. Ngoài ra đối với những người lớn tuổi thì nó còn mang một ý nghĩa cho sự trường thọ khỏe mạnh. Hoa cúc còn gắn liền với sự hiếu thảo của con cháu dành cho ông bà cha mẹ. Nhắc đến về những văn hóa Việt Nam thì không thể nào quên nhắc đến cái loại hoa cúc. Hoa cúc xuất hiện rất là nhiều vào ngày giỗ, ngày Tết hay là những dịp cưới quà tặng cho bạn, thì không thể thiếu hoa cúc và còn được xem là một loại hoa thảo dược thanh nhiệt cực kỳ. Sử dụng hoa cúc hoặc là hoa cúc khô để pha trà không những là mang lại những lợi ích tuyệt vời cho cơ thể mà còn là chữa rất là nhiều bệnh. Vì vậy mà hoa cúc được xem là một vị thuốc chữa bệnh trong nhân gian. Tiếp theo, đây là cái cây hoa lan tu. Thì cái cây hoa này nó thuộc giống như cây lan hoa leo. Thế nên là khi mà bạn muốn trồng cái hoa cây này thì bạn đang làm một cái vườn á, thì nó sẽ leo rất là nhiều và nở rất là nhiều hoa cho mình và nhiều cái bóng mát nữa. Nhưng mà ở đây là mình trồng cái cây này trồng như chỗ cái hộp thơ á, cho nên là cho nên không có muốn cho nó leo nhiều. Mỗi khi mà sau một đợt ra hoa thì cho nên sẽ tỉa cái cây, nó không có muốn cho nó quá nhiều, thì mỗi lần mà nó ra trở lại thì nó sẽ nở xòe ra một cái cây như thế. Và tiếp theo mà Jimmy muốn chia sẻ hôm nay đó là cái hoa thực dược. Thì cái hoa này là mình trồng bên hông nhà. Thì cái hoa này nó có họ hàng với loài cúc, cho nên là người ta thường gọi là hoa cúc thực dược. Loài hoa có nguồn gốc từ Mexico và được nhân giống trên nhiều quốc gia trên thế giới. Và hiện tại thì được trồng rất nhiều ở Việt Nam cũng như là khắp nơi. Hoa được xem như là cái loài hoa tứ. Thực dược được có nhiều màu sắc khác nhau như là màu tím, màu trắng, màu hồng, màu vàng, và các cánh xếp chồng lên nhau tạo thành nhiều lớp, có hai dạng là hoa đơn và hoa kép. Thì cái hoa thực dược có màu sắc rất là đẹp, mọc ở đỉnh hay mặt cành của nách lá, cuốn lá, và được thực dược rất là đẹp, nhưng mà rất tiếc là nó không có mùi thơm, là một trong những loại hoa được chọn trồng rất là phổ biến khắp nơi. Hoa này nó có ý nghĩa đặc biệt đó là
cho tình yêu trường tồn và vĩnh cửu. Từ những điều này thì hoa thực dược cũng là một trong những loại hoa được sử dụng nhiều nhất trong những ngày cưới của các cặp đôi, như là mong muốn sự bền vững và yêu đương mãi mãi. Loại hoa tiếp theo đây là có gọi là hoa nhện, nhưng mà có người gọi là hoa hồng riêng thì mình cũng không rõ là cái nó là tên gì nữa, nhưng mà đại khái là nó, mình thấy nó giống cái rau mèo, hay gọi là hoa rau mèo. Thì cái hoa này rất là dễ trồng nha. Mình trồng ở sau vườn chỉ có một cây thôi vào cái mùa đầu tiên, nhưng mà sau một mùa thì nó rụng, cái hạt nó nở, và mùa hè năm sau thì nó mọc đầy lên những nhiều cây con lắm, nên là mình rất là dễ nhân giống nữa. Và cái cây này thì nó thường mình ngắm hoa mà đẹp nhất là vào buổi chiều. Vào buổi chiều là cái thời điểm mà hoa bắt đầu bung những cái cánh mỏng ra và nở rộ, thì mình thấy nó đẹp nhất là nó có hai cái màu khác nhau nè. Mình vào buổi sáng thì hoa nó đã nở bung ra rồi, thì nó không có còn rực rỡ như là lúc mà buổi chiều nó mới nở nữa. Và bên cạnh đây là cái loại hoa huệ. Cái loại hoa này là trồng từ cũ và nó có mùi rất là thơm, nhưng mà mình ngồi gần nó là mình cảm giác được cái hương thơm thoang thoảng, rất là dễ chịu. Và tiếp theo đây là cái hoa này gọi là hoa cẩm tú cầu. Thì cái loại hoa cẩm tú cầu này nó có rất là nhiều giống, rất là khác nhau, còn màu sắc khác nhau nữa. Nhưng mà trên trồng trong vườn nhà mình thì có khoảng là 5 cây cẩm tú cầu, mà mỗi một loại thì làm mỗi một giống hoa và màu sắc khác nhau. Hoa cẩm tú cầu này thường nở rộ vào tháng 8 và kéo dài cho đến tháng 9 luôn. Nên là mỗi khi mà cái cẩm tú cầu này nó nở thì nó sẽ kéo dài được lâu lắm, mình có thể ngắm được lâu. Và khi lúc mà mới nở thì từ cái cây bông lúc mà nó mới nở thì nó sẽ màu xanh hoặc là màu hồng, nhưng mà khi mà nó sắp tàn rồi thì nó sẽ đổi sang cái một cái màu khác, tùy vào mỗi cái loài cây mà mình trồng ở trong vườn. Tiếp theo là cái hoa tường vi, mình muốn chia sẻ với các bạn đây. Đây là cái giống hoa tường vi. Hoa này thì cái cánh nó mỏng, nhưng mà mỗi lần mà nó nở thì nó sẽ nở rộ đầy cây như vậy nè, nắng thích lắm. Trong vườn nhà của mình thì mình trồng khoảng 5 cây, và mỗi cây là một màu khác nhau. Như cây này là mình trồng ở trước nhà là cây màu đỏ, ở phía sau nhà thì mình còn thêm 4 cây nữa, nó sẽ là màu hồng, màu tím, màu trắng và một cái màu đỏ tươi nữa. Hoa tường vi thì có nhiều màu tương ứng với mỗi màu là một ý nghĩa, nhưng nhìn chung thì đều mang một thông điệp liên quan đến tình yêu đôi lứa. Vì vậy hoa tường vi có một ý nghĩa gì? Hoa tường vi màu đỏ thì mang ý nghĩa là được yêu thương, quan tâm đến người nào đó. Hoa màu trắng thì là đại diện cho tình yêu trong sáng, tinh khiết, giống như là hoa hồng, trắng hay là hoa cẩm chướng. Hoa tường vi màu hồng phấn thì thể hiện cho một hẹn ước đã yêu nhau, chung thủy cùng nhau và sánh bước đến cuối cuộc đời. Hoa tường vi màu hồng thì thể hiện như là câu anh sẽ yêu em mãi mãi. Đều được một chàng trai tặng màu hoa này cho một cô gái khi họ yêu thương. Tiếp theo mình chia sẻ đó là cái cây hoa dâm đục. Thì các bạn nhìn cái giống hoa dâm đục này, cái bông nó rất là đẹp nha, cái bông nó rất là to. Khi mình một lại gần nó thì cái nó nở, nó sẽ to như là một cái tô vậy đó. Và cái màu của nó rất là đẹp. Khi mình cái hoa này nó sẽ có hạt, và cái giống hoa này là hoa nở lại vào những mùa tiếp theo, cho nên là nó chịu được vào mùa đông. Khi mà mỗi mùa đông thì nó sẽ ngủ đông, và đến mùa xuân thì nó sẽ mọc trở lại và um tùm hơn cái năm trước nữa. Và cái mình thích cái hoa nó rất là đẹp, nhưng mà cái hoa nó đẹp nhưng mà cái nó không có mùi hương. Được cái là nó rất là rực rỡ khi mà mình ngắm nó, mình thấy thích nữa. Cái loài hoa này mình muốn chia sẻ đó là cái hoa mang tên là tử đinh hương.
Cái loài này thường nở vào mùa hè, vào tháng 5, tháng 6. Và khi mà nó nở thì nó nở rộ như thế này đây. Và có mùi rất là thơm. Mình chỉ cần đứng từ xa cách khoảng 10 mét mình vẫn nghe được cái mùi thoang thoảng của cái loại hoa này. Hương thơm rất là đặc trưng và rất là dễ chịu, giống như là hoa lài vậy đó. Nhưng mà cái mùi nó mạnh hơn cả hoa lài nữa. Mình đứng từ xa là mình đã nghe được cái mùi hoa của tự nhiên hương rồi. Một cái chậu hoa rất là rực rỡ đang nở rộ trong nhà mình, đó là cái hoa tiểu bình này. Mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Thì các bạn biết là hiện tại là vào mùa đông rồi, tất cả những cây trồng ở ngoài sân nó đã nổi đông hết rồi, không còn cây hoa gì cho mình ngắm nữa. Thì bắt đầu mình sẽ ngắm hoa mà có thể nở được vào mùa đông thì chỉ có cây tiểu bình. Thì mình trồng cái cây tiểu bình này trồng trong chậu, cho nên mỗi khi mà mùa đông thì mình sẽ bưng vào nhà. Và cái mùa đông là mùa của hoa nở rộ của cái loại hoa này. Thì cái loại hoa này nó mang tên là hoa tiểu bình, một cái loài hoa mang một ý nghĩa rất là may mắn, mang đến những điều tốt lành trong cuộc sống. Và cái ý nghĩa của nó thì hoa tiểu bình hay còn gọi là hoa lan càng cua, rực rỡ sắc màu giữa lòng mùa đông. Những bông hoa xinh đẹp của hoa tiểu bình này đua nhau nở vào đúng ngày lễ hội Halloween, ngày lễ Thanksgiving hay là ngày lễ Giáng sinh. Thì nó thường nở vào cái thời điểm là tháng 12, tháng 11 tới giờ đến tháng 12 là cái loài hoa này đang nở rộ trong nhà mình. Cái hoa lan tiểu bình này là một điển hình về cây trồng trong nhà. Những chiếc lá chắc chắn là cây tạo thành một chuỗi kết thúc ở mùa hoa. Và cuối mùa thu hoặc đầu mùa đông thì những loài hoa này mở ra để lộ những bông hoa đỏ, tím, hồng, trắng, cam, ở rất là nhiều màu sắc khác nhau. Cái hoa này còn hoàn hảo như một cái cây trêu, và những cái bông hoa có thể được chiêm ngưỡng từ mọi góc độ đều thấy được vẻ đẹp của chúng. Cái hoa lan tiểu bình này là biểu tượng chính thức, là một loại cây mộng nước có thể sống từ 20 đến 30 năm như một loại cây được trồng trong nhà, và nó có thể được coi là biểu tượng của lòng trung thành nữa. Bạn biết đó ha, mấy cái chậu hoa tiểu bình này mình đã nuôi nó cũng khoảng 5 năm rồi đó. Mỗi chậu là nó đơn ra rất là lớn, cái tàn của nó rất là rộng, và mình thấy nó cũng rất là chăm sóc, cũng rất là dễ nữa. Mùa hè thì mình sẽ bưng nó ra ngoài và để dưới những cái tàn cây mát á, và mùa đông nó lạnh thì mình sẽ bưng nó vào nhà để mà mình ngắm những cái hoa nó nở vào mùa đông, rất là rực rỡ một góc phòng trong nhà mình luôn. Đây là những bông hoa cherry trong cái cây cherry ăn trái đó các bạn. Thì mình ghi lại những cái bông hoa này nở rộ vào khoảng tháng 5 cho đến tháng bắt đầu tới tháng khoảng tháng 7 là đã thu hoạch được trái rồi đây. Thì từ khi mà nó bắt đầu nở cho đến lúc mà mình thu hoạch trái là khoảng 3 tháng cho cái mùa cherry. Thì năm nay cái cây cherry của mình khi mà nở hoa thì rất là nhiều, nhưng mà đến khi đậu trái thì những chú chim xung quanh nhà nó đã ăn bớt một phần rồi, cho nên là chỉ còn lại một vài trái cho mình thưởng thức thôi. Và hôm nay thì mình cả nhà mình sẽ thu hoạch trái cherry và mình chia sẻ với các bạn cùng xem nhé. Đây là giống cherry màu vàng. Các bạn nhìn nó màu như thế, không phải nó chưa chín đâu, nhưng nó đã chín rồi đó, nhưng mà nó là màu vàng cam. Cái giống này á, khi mà bạn mua ngoài chợ á, thì trên nó có cái giá tiền mắc hơn cả cái giống cherry màu đỏ nữa. Nhưng cái loại này á, thì nó không có ra trái nhiều như là cái cherry màu đỏ, nhưng mà nó có vị ngọt hơn và có nhiều chất dinh dưỡng trong cái quả cherry màu vàng hơn. Thì hôm nay mình sẽ thu hoạch cái giống cherry màu vàng này. Cái cây này thì mình đã trồng khoảng 5 năm rồi đó các bạn, nhưng mà mỗi năm thì cũng không có thu hoạch được nhiều lắm, bởi vì những con chim xung quanh nhà nó đã ăn trước mình rồi, nên là mình chỉ ăn được một vài trái cho vui thôi.
Và hôm nay thì mình đã thu hoạch cái cây cherry này trong không khí rất là hứng thú và vui vẻ cho sự kết hợp cả gia đình. Nên mình cũng xin tạm biệt các bạn ở đây, và mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của du lịch trải nghiệm và đồng hành cùng với du lịch và trải nghiệm trong mỗi cái video mà mình chia sẻ. Nên mình rất mong là sẽ mang lại cho các bạn nhiều niềm vui, những phút giây thư giãn thật là tuyệt vời cùng với gia đình mình. Ngày hôm nay cái cây cherry mình đã thu hoạch được có bao nhiêu đây thôi đó các bạn, nhưng mà cũng rất vui và cũng có sự thưởng thức được cái cây mà mình tự trồng ở nhà. Thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.